Ok các bạn nha, hôm nay em test hết tất cả những cái đồ công nghệ ngày xưa em đã từng bán. Bây giờ nó thật giờ nhiều lắm. Màn hình này, rất nhiều màn hình luôn, một màn, hai màn, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4 camera, 1, 12, 13, 14. Đấy, em đang test, tất cả những con màn. Màn nào ok, màn nào lỗi hay gì là em test hết, cho các bạn. Và để cũng để gom lại cái hàng này xem hàng nào còn dùng được, test lại. Em sẽ test đây, ví dụ đây camera nha, camera với màn hình đây, ok chưa? Đây con camera này à, lên màn hình hồng ngoại đầy đủ luôn đấy. Như con màn hình này sẽ là em test màn hình thôi, màn hình ok, màn hình ok, cho ra đây ba con ok, ba con ok, test tiếp, test hết cái lô này luôn cho nó chắc ăn. Đấy. Test nhận hình vào, con này là hỗ trợ hai đường hình vào các bạn ạ, hai AV vào luôn. Các bạn có thể dùng để làm camera lùi, camera tiền đấy, lắp xe. Đấy, em bán thanh lý giá rẻ cho các bạn luôn. Màn hình. Đây. Ok. Đấy, màn con này cũng ok. Rồi, em sẽ test hết tất cả và anh em nào có nhu cầu về màn hình, mắt camera. Đây ạ. À. Còn hai con mắt camera tiền đây, camera tiền đây, ngon lành cành đào để làm ngụy trang được. Đấy. Màn hình giá siêu bổ rẻ, anh em mua thì liên hệ em nhé, em test luôn một loạt. Đấy.